Các anh chị ơi, bên cạnh sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng UL4 vừa ra mắt thì có một số anh chị tư vấn viên cũng như là khách hàng khá là am hiểu về các sản phẩm bảo hiểm của công ty cũng như các sản phẩm khác trên thị trường. Thì một câu hỏi được đặt ra là vậy giữa ILB3, tức là sản phẩm bước đến tương lai, và sản phẩm UL4 là bảo hiểm trọn vẹn cân bằng, vậy theo các anh chị chúng ta nên tư vấn sản phẩm nào cho khách hàng là tốt nhất ạ? Theo Nhung, theo quan điểm của Nhung thì chúng ta nên tư vấn như thế nào ạ? Các anh chị tư vấn viên thân mến, hiện nay thì như mọi chúng ta đều biết là chúng ta có hai cái dòng sản phẩm chủ lực hiện nay, đó là UL4 trọn vẹn cân bằng và ILP3 bước đến tương lai. Đây là hai cái dòng sản phẩm thuộc hai nhóm khác nhau, đúng không ạ? Một sản phẩm là liên kết chung, một sản phẩm là liên kết đơn vị. Nên nếu để đưa ra so sánh là sản phẩm nào tốt hơn hay sản phẩm nào là tốt nhất thì nó sẽ rất là khập khiễng. Theo quan điểm của Nhung, sản phẩm tốt nhất là sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng. Dạ, nhưng mà làm sao để mình có thể xác định được chính xác là nhu cầu của khách hàng là gì và khả năng tài chính của mình là gì, thì Nhung có thể chia sẻ với mọi người hiện tại là Nhung đang sử dụng cái phương pháp nào để chúng ta xác định được tốt nhất để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình được không Nhung? Chúng ta làm thế nào để xác định được rõ nhu cầu và khả năng tài chính khách hàng để thiết kế cho phù hợp, đúng không ạ? Thì chúng ta lại quay trở lại những bước đầu tiên quan trọng nhất của quy trình bán hàng, đúng không ạ? Là bước khảo sát và phân tích nhu cầu khách hàng. Thì hiện nay với AAA thì rõ ràng anh chị em chúng ta đều biết đó là có công cụ FHC, kiểm tra sức khỏe tài chính. Hồi trước thì nó là cái bản giấy đó, còn hiện nay Nhung rất hay sử dụng từ khi mà cái công cụ iPlan ra đời, đúng không ạ? Thì Nhung thường xuyên sử dụng công cụ iPlan này. Chúng ta có thể tương tác rất là đơn giản với khách hàng trên smartphone này, hay là trên iPad này, thậm chí là làm online cũng được. Đó, thì Nhung sẽ sử dụng iPlan là bước đầu tiên để khơi gợi cũng như là tìm hiểu về nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Trong iPlan, như các anh chị đã sử dụng, nhưng chắc là sẽ rất nhiều anh chị đã sử dụng thành thạo iPlan rồi, đúng không ạ? Trong iPlan thì rất là thuận lợi, thuận tiện và giao diện cũng rất là thân thiện, giúp cho chúng ta có những cái kết nối rất là tốt giữa tư vấn viên và khách hàng. iPlan cũng đã cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về nhu cầu tài chính trong cuộc sống của khách hàng sẽ tựu chung lại có bốn cái quỹ nhu cầu tài chính như thế nào, đúng không ạ? À, thế thì đó là có thể quỹ chăm sóc sức khỏe này, quỹ tương lai học vấn cho con cái này, quỹ bảo vệ thu nhập người trụ cột này, hay là quỹ hưu trí. Đó, thì khi mà chúng ta đi theo cái bước quy trình iPlan thì chúng ta sẽ nắm được là nhu cầu khách hàng là ở đâu, họ quan tâm đến cái quỹ nào trong bốn cái quỹ quan trọng nhất về quỹ tài chính trong trong cuộc đời một con người. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái câu hỏi, đúng không ạ? Tìm hiểu về khả năng tài chính của họ, thu nhập của họ một năm trung bình như thế nào, hay là chi phí sinh hoạt của gia đình khách hàng như thế nào, và khả năng họ có thể tích lũy cho một quỹ tài chính trong tương lai khoảng như thế nào. Đó, thì Nhung thường là làm theo các bước trong quy trình iPlan đó thì mình sẽ ra được một cái bức tranh tổng thể về nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Thì bên cạnh đó, Nhung cũng sẽ có những cái phân loại theo nhóm khách hàng từ đầu, chẳng hạn là đối với những khách hàng ở độ tuổi rất là trẻ, đúng không ạ, thanh niên, có thể là họ chưa có gia đình, thì lúc đó họ ưu tiên là chăm sóc sức khỏe, hoặc họ cũng ưu tiên là muốn tạo dựng một cái quỹ tài chính cho tương lai sau này, họ mong muốn gia tăng tài sản. Đó, và những người trẻ, đúng không ạ, thì thường là họ thích những cái gì đó mới lạ, bắt kịp xu thế thị trường, và liên quan đến gia tăng tài sản, liên quan đến hoạt động đầu tư chẳng hạn, thì những đối tượng đó Nhung sẽ hướng họ về sản phẩm ILP3 bước đến tương lai. Rõ ràng là ILP3 cũng là một sản phẩm rất là linh hoạt, chúng ta vừa được bảo vệ về mặt giá trị sinh mệnh cũng rất là tốt, giá trị bảo vệ của ILP3 cũng rất là cao. Bên cạnh đó thì chúng ta, khách hàng cũng đã được bảo vệ một phần cho bệnh ung thư ở trong ILP3. Ngoài ra thì cái điểm mấu chốt hơn của ILP3 đó là phù hợp khách hàng trẻ này, bởi vì họ linh hoạt đầu tư, họ nắm bắt xu thế đầu tư của thị trường, họ có thể sẵn sàng chấp nhận một số các cái rủi ro từ thị trường, và quan trọng hơn là họ muốn gia tăng tài sản, tiền để ra tiền trong tương lai.
Đó. Thế còn một nhóm khách hàng thứ hai đó là nhóm khách hàng mà có gia đình, là trụ cột gia đình, đúng không ạ? Ở trong cái độ tuổi là làm ra thu nhập chính thì họ sẽ thường là ưu tiên bảo vệ sức khỏe, bảo vệ một cái quỹ tài chính cho tương lai gia đình, hay là họ ưu tiên về một cái quỹ học phấn cho con trẻ chắc chắn có trong tương lai. Đó, thì Nhung sẽ hướng họ về cái dòng sản phẩm trọn vẹn cân bằng UL4 với rất nhiều các cái quyền lợi bảo vệ tối ưu, mà nó sẽ phù hợp với người trụ cột gia đình. Đó. Thưa các anh chị, là với những gì mà Nhung chia sẻ thì Linh thấy có những cái điểm rất là hay, như là thứ nhất là khi mà được hỏi, khách hàng hỏi hoặc là chính bản thân chúng ta đang băn khoăn là ILP3 hay là UL4 cái nào tốt, thì một câu trả lời chính xác đó là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng quan trọng hơn hết đó là nó phải phù hợp với nhu cầu bảo vệ cũng như là khả năng tài chính của khách hàng. Mà làm sao để chúng ta biết được cái nhu cầu bảo vệ cũng như là khả năng tài chính của khách hàng, thì chúng ta cần phải thực hiện FHC hoặc là sử dụng iPlan để chúng ta khai thác đúng cái nhu cầu của họ. Nên các anh chị hãy cân nhắc thật chính xác và cùng khách hàng khảo sát những nhu cầu của họ để mang đến giải pháp ILP3 hoặc là UL4 phù hợp nhất nhé các anh chị nhé.